Chào các bác, hôm nay em lên cho các bác một cặp nồi cơm Panasonic cao tần áp suất điện tử sản xuất năm 2016. Cặp nồi Panasonic áp suất điện tử sản xuất năm 2016. Dung tích 1 lít điện 100V, màn hình LED màu đỏ rất đẹp. Và cặp nồi này em đã kết dọn mọi chế độ hoạt động rất là trơn tru hoàn hảo. Các bác có nhu cầu xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Các bác phải xem kênh cho em xin nút like, nút chia sẻ, nút đăng ký kênh. Cặp nồi Panasonic cao tần áp suất điện tử cốc bộ màn hình nét. Cặp nồi này em đã test nấu cơm, mọi chế độ hoạt động rất là tốt, nấu cơm rất là ngon, hình thức rất đẹp. Mã sản phẩm là SRSPX106, sản xuất năm 2016. Các bác phải xem kênh nhớ cho em xin nút like, nút chia sẻ, nút đăng ký kênh để kênh em ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn. Cặp nồi sản xuất năm 2016, dung tích 1 lít điện 100V, màn hình LED, nấu cơm rất là ngon, áp suất điện tử. Em xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.